Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch và giới thiệu quảng bá sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng, huyện Văn Chấn, vừa qua tại không gian văn hóa trà Suối Giàng đã tổ chức đêm hội trà San Tuyết cổ thụ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Phát huy tiềm năng vùng chè San Tuyết cổ thụ, thời gian qua nhiều đơn vị tổ chức cá nhân đã đầu tư du lịch gắn với bảo tồn, phát triển các giá trị chè San Tuyết và văn hóa bản địa. Đến nay, xã Suối Giàng có hàng chục điểm kinh doanh dịch vụ du lịch, văn hóa, cùng các dịch vụ kinh doanh các sản phẩm chè có chất lượng cao phục vụ du lịch. Các du khách đã được thưởng thức quy trình pha trà, thưởng thức những tách trà mang hương thơm ngọt ngào từ tinh hoa của trời đất. Trong không gian đặc sắc độc đáo của núi rừng vùng cao, khách tham quan còn được giao lưu thưởng thức tiết mục văn nghệ đặc sắc của dân tộc Mông, những nét văn hóa đặc sắc qua trang phục và những điệu khèn đậm đà bản sắc dân tộc. Đêm hội thưởng trà là hoạt động văn hóa thiết thực nhằm tôn vinh cây chè cũng như người trồng chế biến chè, từ đó xây dựng quảng bá thương hiệu các sản phẩm chè gắn với phát triển du lịch đến du khách gần xa.